mới chỉ xem một cái đoạn trích đoạn trong Cây Táo Nở Hoa thôi mà tao thấy cuốn rất là cuốn. Không biết là lý do vì sao như thế. Nhưng mà cái cảm nhận của tớ với Cây Táo Nở Hoa đó là vẫn như những gì nhận định của tớ với phim Việt Nam mà mọi thứ rất là cuốn hút. Nó cái góc máy cũng như màu sắc cũng như là âm thanh, tiếng piano, mọi thứ chỉnh chu chuyên nghiệp rồi. Và đúng là lý do vì sao mà tớ thấy là xung quanh tớ bạn bè đồng nghiệp mọi người đều xem Cây Táo Nở Hoa hết. Hay chắc có lẽ tớ cũng phải xem thực sự luôn ấy thề. Không tiền đám cưới của tôi bà xã. Nhân vật vai diễn người mẹ nó đóng rất là đạt và tớ cảm thấy nó giống như kiểu là nó đây đây rất nhiều tớ biết rất nhiều trường hợp như thế này và cái cảm xúc bộc lộ nó cũng kiểu như thế này trong chuyện là mục đích đến chỉ là để xin tiền nhưng mà mận mọi lý do từ chuyện tình cảm từ chuyện mang nặng đẻ đau trong khi đó là cô này cô ấy phản ánh đúng cái cảm xúc thực sự của một người cứng rắn cá tính nhưng thực sự là bị tổn thương rất nhiều khi trải qua rất nhiều câu chuyện rất nhiều tình huống và đặc biệt là cô đồng nghiệp kia mặc dù nghe không hết câu chuyện cũng vào xỉa xói và cái chuyện mà cô này cô dồn cô thì từng làm cho mình cảm thấy rất mãn nhãn ha một chỉ là một đoạn clip 7 phút thôi mà mang chất chứa rất là nhiều cái sự thú vị nhưng mà thực sự là tớ cảm thấy càng ngày phim Việt Nam càng đáng xem hình ảnh Lạnh lẽo quá diễn chứ gì. hay là ánh Đàn sáng góc ông á, quay không có thích những người phụ nữ lạnh lẽo quá trang như phục vậy đâu đặc con biệt à. là các cái đấy góc quay các thứ. Đấy, góc quay này, ánh sáng này, phong nhạc piano các thứ này. Nghe thích lắm. Và đây là những cái trích đoạn từ reaction Cây Táo Nở Hoa. Và thực sự là tớ mong các bạn giải thích thêm cho tớ để tớ đọc phần comment đó là nhân vật nữ này gặp chuyện gì tổng thể cho đến thời điểm bây giờ thế nào? Người mẹ có phải là người quá tồi tệ không? Bạn nữ kia là người như thế nào? Các bạn có thể giải thích không? Tớ muốn thỏa mãn cái sự tò mò đấy. Tớ mà có thời gian tớ sẽ xem hết từ đầu của Cây Táo Nở Hoa nhưng tớ cũng hơi bận cho nên tớ sẽ đọc các bạn cũng với việc tớ rảnh tớ xem thêm cái tập khác của Cây Táo Nở Hoa nha ha hay quá. Ôi, thích piano đấy từng từng từ. Âm nhạc là cái không thể thiếu trong phim thực sự không thể thiếu được những cái hòa thanh, những cái nốt, những cái sự đặc biệt trong cái âm nhạc nó sẽ làm tôn lên cái cảm xúc và nó như là một cái bức tranh chúng ta nhìn cả hình, cả âm thanh nó tạo nên một giá trị tuyệt vời. Tuyệt vời. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi bản reaction này của Violet nha. Xem Cây Táo Nở Hoa, phim truyền hình Việt hot nhất 2021 trên Vion và còn có cơ hội nhận được hàng trăm quà tặng mê ly. Phiếu mua hàng siêu thị mã code Vion VIP, xem thêm chi tiết về thể lệ trên fanpage Vion, tải app xem ngay, trúng quà mê say.